đạp khác hơn xưa rồi. Anh thanh niên năm nay đã ngon nghẹt 30 rồi, sáng mua 5.000 rồi tôi 3.000 trà đá. Anh luôn luôn on face để biết hết chuyện trên đời, đang cái tớ bình thường cũng phải ca, vẫn vội vã chạy đi làm. Anh nói anh còn nhỏ nên